Ngọc Anh chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé! Thấy cả gia đình đeo bồng nhau rời Sài Gòn, cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và cái kết khiến mọi người sửng sốt. Đoạn clip quay lại hành động của chiến sĩ cảnh sát giao thông tại chốt kiểm soát cầu Bến Lức, chợ Bình Chánh khiến nhiều dân mạng bất ngờ. Những ngày qua, hình ảnh đoàn người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trước công điện khẩn của Thủ tướng yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó, đội tuần tra cảnh sát giao thông tại các điểm chốt đã tuyên truyền nhắc nhở người dân không được tự ý rời khỏi thành phố trong thời điểm này. Bên cạnh đó, nhiều đội cảnh sát giao thông, các mạnh thường quân không chỉ hỗ trợ hộ tống, đưa đoàn người về lại nơi cư trú an toàn mà còn giúp đỡ tặng họ những món quà nhỏ làm lộ phí đi đường như chiến sĩ cảnh sát giao thông trong đoạn clip dưới đây hành động đẹp của anh đã nhận về nhiều sự tán dương của cộng đồng mạng thấy cả gia đình trên chiếc xe máy đèo bồng nhau về quê chiến sĩ này đã yêu cầu đôi vợ chồng dừng xe cả gia đình vợ chồng con nhỏ mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chiến sĩ cảnh sát giao thông từ từ tiến tới tay cầm bọc tiền và trao cho đôi vợ chồng hóa ra anh đã lẳng lặng đứng đếm những sấp tiền lẻ trên tay từ nãy và muốn hỗ trợ kinh phí cho gia đình chiến sĩ cảnh sát nói Thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, chỉ thị 12 của thành ủy, ai ở đâu ở yên đó nghen, rồi có chút cầm vậy đi nghen. Tay người chồng run run cầm tiền rồi cúi đầu cảm ơn chiến sĩ cảnh sát. Cuộc hành trình nay được tiếp thêm sức mạnh giúp cả gia đình có thêm động lực quay đầu xe về Sài Gòn. Dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận tích cực và cảm ơn tấm lòng của chiến sĩ cảnh sát giao thông. Rất xúc động, tôi đã khóc vì mừng cho người dân và các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thông cảm, thương xót giúp họ trong lúc khó khăn nhất. Cho đi là còn mãi, chút tiền đó có thể giúp họ qua cơn đói trong một tuần, cảm ơn chiến sĩ cảnh sát giao thông. Những hình ảnh hiếm hoi từ các anh chiến sĩ công an thật là đáng quý và ấm lòng đối với bà con nghèo khó khăn trong mùa dịch. Chia sẻ thêm với chúng tôi anh Nguyễn Hữu Tình, người quay đoạn clip trên cho biết, anh gặp đôi vợ chồng tại chốt kiểm soát cầu Bến Lức, chợ Bình Chánh ngày 18 tháng 8. Anh Tình là một trong những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho nhiều đoàn người hồi hương về quê có chỗ ăn chỗ ngủ trước đó. Khi đến đoạn cầu Bến Lức, anh và đội chiến sĩ cảnh sát giao thông Bình Chánh đã bắt gặp một số gia đình đang trên hành trình đi từ Sài Gòn về Kiên Giang. Anh tình chia sẻ, có một số chiến sĩ trong đội cũng rút tiền cho các gia đình, riêng anh thiếu tá này cho đôi vợ chồng kia hơn 1 triệu, còn các chiến sĩ khác cho khoảng tầm hơn 300.000. Họ có bao nhiêu đều lấy hết trong ví ra và trao tặng lại cho các gia đình quanh đó. Sau khi hỗ trợ người dân, đội cảnh sát giao thông đã hộ tống đưa người dân quay trở lại Sài Gòn thêm một đoạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin tức mới. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.